Cái khu đô thị Đại Phúc Green Village thì bao gồm từ đây và trải dài hết nguyên cái khu này luôn. Giờ đi qua bên cái mé bên tay trái, cái này là cái trường, cái trục đường chính của họ nè. Trục đường chính này là đường Phạm Hùng nha, đường Phạm Hùng nối dài từ phía bên quận 8 đi qua phía bên đây luôn. Đây là thuộc Bình Chánh. Bên tay trái, đây là phía bên tay trái của trục đường Phạm Hùng. Phạm Hùng là nó đâm giữa trung tâm của dự án. Cái khu này thì ngay cái dọc mé bờ sông con kênh bên đây nè. Đó. Có mấy công ty mà sát hạch lái xe, họ dạy lái xe thì họ dạy phía bên này. Khu này hiện là đang vắng. Bây giờ mật độ dân về khá là đông, xây dựng là khắp nơi luôn. Thì bảo vệ là họ đi tuần tra khắp cái khu đô thị này. Ngay bên đây là những căn biệt thự lớn. Khu tập thể dục, họ xây sẵn mấy cái tiện ích này. Đây là khu dọc bờ sông này. Đó. Đang xây dựng. Công viên. Đây. Bây giờ mình đi vô thử ở bên mé bờ sông ha. Nó xong chứ này là mấy con gạch thôi. Bên kia là Phú Mỹ Hưng nè. Cái này thì trời mà xế chiều thì mát vô cùng. Cá. Đây, câu cá là hết ý rồi, buổi chiều. Giờ là khoảng 4 giờ hơn rồi. Sông này lớn ha. Nguyên cái khu này là khu biệt thự của dự án này nên họ gào sẵn hết bên đây, tại vì mé bên trong này là cái khu biệt thự không, diện tích lớn, còn mé ngoài kia một tí là nó nhà liên kế một trệt ba lầu. Bây giờ mình quay lại cái khúc đầu đoạn đường này. Miếng đất bự như vậy họ phân thành hai cái khu.
móng cọc rất là sâu. Giờ thì mình chạy theo cái đường trục đường Phạm Hùng nối dài cái đoạn đường trung tâm của dự án này. Từ trưa đến chiều thì mình có cái chợ tạm ở đây. Ở đây bán rẻ lắm. Dưới quê đem lên là bán rẻ. Một nải chuối thì mình vừa mới mua thì chỉ có 12.000 thôi. Một nải chuối già 12.000, một nải chuối xiêm 12.000, một nải chuối già thì 10.000. Đây ở đây. Qua cầu bên đó một xíu nữa là đi vô là nó cuối đoạn đường rồi. Từ cuối đoạn đường đó thì vô mấy con đường nhỏ nữa mới đi tới chỗ khác, khu đô thị khác. Giờ mình quay ngược trở lại ra nè. Trong đây lái xe nè. Mình vòng một vòng ở chỗ họ tập lái xe ở đây đó. Buổi chiều hôm nay sao mà đa số là nữ tập. Nữ mình bây giờ là tự lái xe đi làm rất là nhiều à. Nữ không nhá. Nếu bà xong bên kia về rồi, xong rồi. Cái sau lưng này là mới nãy là khu biệt thự, là mình đứng ở trong nè. Mé bên đây là nó thuộc dãy nhà liên kế. Họ ghi là khu dân cư T30 bên trong. Đó, mấy căn nhà liệt nhà phố liên kế vườn thì diện tích từ 5m x 20, tất cả đều 5m x 20. Tích mà 5 x 20 là ở rất là lý tưởng. Có mấy dự án thì 4 x 13, 4 x 15 thì nó không bằng này rồi.
Đại Phúc này thì họ có cái dự án Vạn Phúc City ở bên quốc lộ 13.